Năm cặp giáp nhất định phải cân nhắc trước khi kết hôn nếu không muốn nghèo khó đến già. Xem tuổi vợ chồng khi kết hôn là điều hầu hết các cặp đôi đều làm. Nếu không muốn cả đời sau này sẽ bị cái nghèo đeo bám thì những cặp giáp này nhất định phải cân nhắc kỹ càng. 1. Tý và Mùi. Khỏi phải nói, người tuổi Tý rất coi trọng tiền bạc, người tuổi Mùi lại đặt sự nghiệp lên trên tất cả. Hai tính cách khó dung hòa chính là nguyên nhân khiến họ không thể sống hòa hợp êm ấm dưới một mái nhà. Người tuổi Tý rất nhạy cảm, lại có thói quen hay suy tính thiệt hơn, trong khi người tuổi Mùi khá phóng khoáng, qua loa nên khiến đối phương khó chịu. Bản thân người tuổi Mùi cũng thường cảm thấy người kia hẹp hòi, khó chịu, nên cả hai khó mà tâm lý tương thông, dễ xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến tan vỡ trong hôn nhân. 2. Mão và Thìn. Người tuổi Mão nhanh nhẹn, ghét tù túng, trong khi tuổi Thìn thì lại trầm tĩnh, ghét ồn ào. Cặp đôi con giáp này ở bên nhau khó đạt đến sự hòa hợp cần thiết để duy trì một cuộc sống hôn nhân bền vững. Hai người tuy không tranh cãi kịch liệt nhưng tâm hồn lại khó hòa hợp và thấu hiểu nhau. Càng cố gắng thì càng tệ hơn, người này không thể đem lại hạnh phúc thực sự cho người kia. 3. Dần và Tỵ. Mối quan hệ giữa người tuổi Dần và người tuổi Tỵ giống như gươm đao gặp giáo mác, tranh chấp không ngừng, cuộc sống vợ chồng dễ nhàm chán và thiếu sự hòa thuận. Người tuổi Dần lãnh cảm, trong khi người tuổi Tỵ cẩn trọng, đa nghi hay yêu cầu quá đáng. Chính tính cách này khiến nửa kia cảm thấy cuộc sống quá áp lực, khó chịu, mâu thuẫn vì thế dâng lên cao, nhiều sóng gió ập đến, nên càng ở với nhau lâu thì tiền bạc càng rủ nhau đội nón ra đi, kiếm bao nhiêu cũng dễ bể hao hụt. 4. Thân và Hợi. Người tuổi Hợi có nhược điểm là thích hóng hớt, hay cho mũi vào việc của người khác, dám làm nhưng không dám chịu. Người tuổi Thân lại khá nhỏ mọn, hay để bụng những thứ vặt vảnh, hay cằn nhằn, khá cứng đầu, bảo thủ. Mối quan hệ của cặp đôi con giáp này có thể ví như hoa trong gương hay trăng trong đáy nước. Thuở ban đầu, cả hai sẽ hài lòng và hạnh phúc khi ở bên nhau, nhưng đáng tiếc sự hòa hợp này khó duy trì lâu dài. Cả hai đều nghĩ mình có thể làm ngơ trước những điều bất mãn về đối phương, về chung sống lâu dài, dần dần dẫn đến tức nước vỡ bờ. Cuộc sống cả hai tuy không có chiến tranh bùng phát nhưng vẫn dễ tan vỡ vì uất ức, mệt mỏi. 5. Sửu và Ngọ. Sửu là con giáp khá chính chuyên, tư duy đơn thuần, giản dị nhưng lại khá đặt nặng vấn đề tiền nong, chăm chỉ miệt mài làm việc. Ngược lại, người tuổi Ngọ hoàn toàn không xem trọng vấn đề tiền bạc. Họ thích tự do tự tại, nay đây mai đó, tôn sùng chủ nghĩa xê dịch. Tiền bạc với họ chỉ là phù du. Bởi thế, đường tình cảm của người tuổi Sửu và người tuổi Ngọ thường nhiều trắc trở. Dù yêu thương sâu đậm, cũng khó đi đến đích viên mãn. Nguyên nhân là do ngũ hành trong mệnh lý của hai tuổi tương khắc, bát tự đã không hợp thì càng tăng thêm những điều không như ý, lại thêm cá tính mạnh nên dễ nảy sinh mâu thuẫn. Trong hai người nhất định có một người tiêu pha nhiều hơn, thế nên luôn rơi vào cảnh khốn khó, nghèo đói.